Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc có chia sẻ một video về không khí lễ hội của Việt Nam. Trong video là khung cảnh người dân Việt Nam nô nức, hân hoan tận hưởng những giây phút vui vẻ của lễ hội truyền thống. Hàng đoàn người nối đuôi nhau rước đèn múa lân trên khắp các con phố trong mùa Trung Thu vốn đã là hình ảnh thân thuộc với mỗi người Việt Nam ta. Tuy nhiên, khi mà các khán giả Trung Quốc được xem những hình ảnh này thì kiểu như ký ức của họ đã ùa về. Niềm ao ước được tận hưởng trong một dịp lễ hội truyền thống như vậy đã thể hiện rõ trong rất nhiều các bình luận của khán giả bên dưới. Mặc dù trong văn hóa Trung Quốc và Việt Nam đều có rằm Trung Thu, có Tết Nguyên Đán, nhưng tại sao lại có chuyện như vậy? Xin mời quý vị cùng xem tiếp video này nhé! Tại sao chúng ta không có không khí lễ hội như vậy? Trăm năm văn hiến, ai có thể truyền lại cho đời con cháu? Tại sao tất cả họ có thể sống tự do như vậy? Việt Nam gọi là Tết, còn chúng ta gọi là mua hộp bánh về làm và ăn. Việt Nam tràn đầy hy vọng và sức mạnh, nhân dân có niềm tin và đất nước có sức mạnh. Chúng tôi không muốn y học cổ truyền Trung Quốc, Nhật Bản muốn nó, chúng tôi không có Tết Trung Thu, Việt Nam tổ chức nó và Tết Nguyên Đán cũng vậy. Vốn dĩ Quảng Đông, Quảng Tây và Việt Nam có nền văn hóa tương đồng. Người Việt Nam tạo ra lễ hội có bầu không khí sôi động hơn của chúng ta, văn hóa Trung Quốc đã thật sự được kế thừa. Lễ tảo mộ thì được thực hiện trên mạng, ngắm thuyền rồng thì sang Hàn Quốc, xem Tết Trung Thu thì đến Việt Nam, lễ hội mùa xuân ở khu phố Tàu, Hoa Kỳ. Phần còn lại, cư dân mạng xin hãy bổ sung thêm. Hóa ra Trung Thu là của Việt Nam, hình như hàng Nga cũng là của Việt Nam. Văn hóa là thứ thuộc về ai kế thừa nó, đừng nói ai sở hữu nó mỗi ngày, bạn phải xem ai là người kế thừa nó và ai là người phát huy nó. Việt Nam tổ chức Tết Trung Thu với rất nhiều tiếng ồn ào, chiêng trống và pháo nổ, nhưng chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu trong lặng lẽ. Kế thừa là phúc đức, giơ ngón tay cái cho Việt Nam và chúc nhân dân Việt Nam một Tết Trung Thu vui vẻ. Người thừa kế văn hóa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, các vị quan khách gia. Chỉ số hạnh phúc của người dân là gì thì hãy nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của họ. Tôi đã từng mắng họ ăn cắp, nhưng bây giờ tôi mắng chính mình vì đã không quan tâm đến văn hóa truyền thống và đánh mất những gì chúng ta từng có. Tết mừng năm mới của chúng ta đã nhàm chán, huống chi là Tết Trung Thu. Giáng sinh từ lâu đã bị cấm và các lớp học tiếng Anh không được phép ở trường. Văn hóa Trung Quốc của tôi đã được các nước ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á kế thừa, chúng ta thật sự không có không khí lễ hội như vậy. Tôi tự hỏi, lễ hội truyền thống nào của Trung Quốc hiện nay có thể được tổ chức sôi nổi trên khắp cả nước, ngoại trừ lễ hội mùa xuân, các vùng nông thôn cũng có thể đốt pháo và bắn pháo hoa, nó có một chút không khí. Ngoài việc ăn uống, các lễ hội hiện nay đều là nằm xuống và chơi với điện thoại di động. Là một người Trung Quốc, trong tương lai, tôi muốn thưởng thức một chút không khí Tết Trung Thu, có vẻ như tôi phải đến Việt Nam. Điều này chứng tỏ là văn hóa không bao giờ là của ai, mà là của ai truyền lại, giống như đạo Phật phát xuất từ Ấn Độ, nay thịnh sang các nước khác. Ớt có nguồn gốc từ châu Mỹ, nhưng hiện nay, khi nhắc đến ở nước ta, người ta nghĩ ngay đến Tứ Xuyên, Hồ Nam, Giang Tây, Trùng Khánh. Ai kế thừa tốt văn hóa thì người đó sẽ được công nhận. Lễ hội của mình ngày càng nhàm chán. Lễ hội nước ngoài thiếu chút nữa là đã được nhà nước liệt vào danh sách hợp pháp để bảo tồn. Đất nước phồn vinh hay không, nhìn đường đi ngõ xóm là biết Việt Nam làm tốt lắm. Nó thật sự tuyệt vời, tôi không thể thấy sự phấn khích như vậy ở Trung Quốc. Ai là người đưa múa lân vào Việt Nam? Không phải chỉ có chúng tôi không có ngày nghỉ, mà đến các trường tiểu học của chúng tôi thậm chí cũng không có ngày nghỉ. Tết năm nay tôi không được về quê, tình cờ có một người bạn ở đó. Tôi đến nhà bạn ấy ăn tối và cùng nhau xem phim. Khi tôi về phòng, cảm giác giống như một ngày cuối tuần, vắng vẻ đến sợ hãi. Khi tôi gọi xe về nhà, anh tài xế cũng lặng im. Ngồi phía sau tôi chỉ biết lặng lẽ. Khi đi qua mỗi ngã tư, trên mỗi con đường đều vắng lạnh. Cảm giác chỉ muốn khóc thôi. Khen tị với Việt Nam quá đi. Tôi đã từng choáng váng khi xem những hình ảnh này, giờ xem lại chỉ biết im lặng. Không có ngày tôi lại ghen tị với không khí lễ hội của Việt Nam. Nước mắt tôi chảy dài một lần nữa, cả thành phố cho tôi im lặng. Trong tương lai, nếu bạn muốn có không khí trong những ngày lễ, bạn phải đến Việt Nam. Tôi có thể bắn pháo hoa không? Người Bắc Kinh đã lâu không được xem pháo hoa. Rất đơn giản, mọi người ở đây đều đã chuyển sang ăn mừng lễ Giáng sinh bởi vì mọi thứ đều được giảm giá. Nhưng vào thời điểm năm mới, chúng tôi ăn mừng lễ hội mùa xuân của chính mình. Những thứ thay vì giảm giá, họ lại tăng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ cứ đến lễ hội là lại đau đầu.
ngày 1, ngày 2 phải tốn cả đống tiền, sợ đi xem hội. Việt Nam khác với Hàn Quốc, Việt Nam một nửa thời gian lệ thuộc vào Trung Quốc thời cổ đại. Vì vậy, họ có cùng một nền văn hóa với chúng ta, bây giờ họ kế thừa văn hóa tốt hơn của chúng ta, thậm chí giờ tôi đã quay sang nghe bài hát Việt Nam. Cảm thấy họ rất hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói rằng không khí lễ hội ở Trung Quốc bây giờ là nghèo nàn nhất trong khu vực. Việt Nam họ hạnh phúc, hy vọng và có động lực. Văn hóa không phải là bằng sáng chế, mà là ai sẽ kế thừa nó tốt hơn. Văn hóa truyền thông Việt Nam được kế thừa tốt đẹp. Vậy Tết Trung Thu có thật sự liên quan đến Khuất Nguyên? Hàn Quốc, Việt Nam, kể cả Nhật Bản và Singapore đều tỏ lòng tôn kính Khuất Nguyên ư? Trung Quốc đã không giữ được văn hóa của tổ tiên, là một con người, tôi xin lỗi. Hóa ra Việt Nam không như báo chí đưa tin. Kế thừa văn hóa bằng hành động, đừng nghe khẩu hiệu trên TV. Cảm ơn Hàn Quốc đã cho chúng tôi biết về lễ hội truyền thống và Việt Nam đã biết về Tết Trung Thu. Chúng tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc khi xem các bạn. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tại sao các bạn luôn đẩy loại video này cho tôi, tại sao đất nước đó lại tự do như vậy? Bây giờ tôi hiểu rằng đó là một điều tốt đẹp, khi bị người khác đánh cắp đi, chúng tôi bây giờ chỉ có kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Đồ sứ, bảo vật, vàng bạc, mộ cổ đều là của người Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, làm sao họ có thể nói rằng những lễ hội này là của họ? Tôi chỉ có thể thấy cảnh này ở Trung Quốc 20 năm trước, phải không? Tôi yêu văn hóa lễ hội truyền thống, nhưng mọi người đều nói đúng, văn hóa cần có người bảo vệ và kế thừa nó, văn hóa không truyền lại thì mất đi. Bị cuộc sống ép buộc, không có lễ hội, không có hưởng thụ, chỉ có lao động và vô tận ở Trung Quốc. Tôi hy vọng mùa sư tử có thể phát triển mạnh ở Việt Nam. Việt Nam là quốc gia văn minh đầy triển vọng. Ngoại trừ thế hệ lớn tuổi, không ai mặc trang phục dân tộc Trung Quốc nữa. Những bộ trang phục dân tộc sáng và đẹp được các bạn trẻ mặc để chụp ảnh trông thật gượng gạo. Tại sao Việt Nam giống như Quảng Đông, kinh doanh cũng thông minh như vậy? Tôi thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ lễ hội nào ở Trung Quốc có được bầu không khí tương tự như vậy. Chúng ta đều mệt mỏi, bận kiếm tiền trả nợ, chẳng ai có thời gian rảnh để lãng phí vào ngày lễ như thế này. Chúng tôi tê liệt chỉ quan tâm đến tiền, nhưng chúng tôi lại không thể kiếm tiền. Chớ trêu thay, lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt xem một lần China Tour Hoa Kỳ. Lễ hội mùa xuân ở Việt Nam sống động hơn khu phố tàu. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể ăn uống và vui chơi trong dịp lễ hội, còn Việt Nam họ giúp chúng ta kế thừa văn hóa Trung Quốc. Trung tâm chính trị của chúng ta ở phía Bắc, nhưng cũng chẳng có lễ hội nào ở phía Bắc và phần lớn văn hóa lễ hội truyền thống là ở phía Nam, đặc biệt là ở Quảng Đông. Vì vậy, đất nước chúng ta không thích có những bầu không khí này. Trong tương lai, tôi chỉ có thể đón Tết Trung Thu ở Việt Nam. Ông thần tài trong video trông giống như thần tài tôi đã thấy trong các lễ hội ở quê tôi khi tôi còn nhỏ, nhưng bây giờ tôi không thể nhìn thấy nó. Ở Trung Quốc không thể làm điều này, nó sẽ ảnh hưởng đến diện mạo thành phố và bạn sẽ bị phạt. Tại sao không có không khí cho bất kỳ lễ hội nào ở Trung Quốc, ngược lại những bạn trẻ lại chỉ thích các lễ hội của Việt Nam? Hồi nhỏ có múa lân, mùa xuân rộn ràng, phố phường ngập sắc đỏ, bây giờ vắng vẻ quá, không xem lịch thì thậm chí còn không biết đó là lễ hội mùa xuân, ngay cả cuộc đua thuyền rồng trong lễ hội thuyền rồng cũng không còn nữa. Có thể nói chắc chắn rằng những đứa trẻ sinh sau năm 2000 sẽ hầu như không biết gì về nghi thức và quy tắc của các lễ hội truyền thống của chúng ta khi chúng lớn lên. Các chuyên gia của chúng ta cho biết hãy đi ra ngoài ít hơn và ít gặp gỡ nhau hơn và cố gắng không đến những nơi đông người trong dịp lễ hội nếu bạn có thể ăn mừng trực tuyến. Các bạn thân mến, nền văn hóa và các phong tục cổ truyền của Việt Nam ta được hình thành từ thời Bách Việt. Ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây và Việt Nam ta cho đến bây giờ vẫn còn được lưu giữ và phát huy rất tốt. Mình thấy rất nhiều khán giả Trung Quốc bình luận rằng đó là văn hóa phong tục của họ. Mà đâu biết rằng người Hoa Hạ vốn chỉ là nhóm các dân tộc du mục phương Bắc xuống đánh chiếm mảnh đất Bách Việt, rồi thời gian trôi qua, họ ngộ nhận đó là của họ luôn. Người Trung Quốc vốn tự hào rằng họ đồng hóa được nhiều dân tộc khác trên thế giới bởi họ có nền văn hóa mạnh mẽ. Nhưng suốt cả ngàn năm, Việt Nam ta vẫn giữ được bản chất dân tộc, thậm chí còn đồng hóa ngược rất nhiều người nước họ. Đó chẳng phải là do văn hóa của dân tộc ta đủ mạnh, thậm chí còn là mạnh hơn họ thì mới có thể đứng vững được suốt chiều dài nghìn năm Bắc thuộc hay sao? Kiến thức của mình có hạn, nếu có bất kỳ sai sót nào trong quan điểm này, hy vọng các bạn có thể góp ý sửa sai cho mình ạ. Còn bây giờ video của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Mọi người đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh.
Và cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có video sớm nhất từ kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.